Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 356 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share video để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, mấy con mắt ma quái xanh mượt sau lưng huyết tổ bắn ra tia sáng hung ác, miệng bao phủ nguyên khuôn mặt, thè đầu lưỡi đỏ liếm đầu chọc. Huyết tổ nổi sát khí muốn nuốt hết cường giả. Lúc này lại có khí thế cường đại truyền đến. Trên con đường khác có đại quân chạy tới. Kế đô ma tổ dẫn 200 vạn đại quân Huyền Châu dơ cao hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, sát khí bắn thẳng tầng mây sâu thẳm như đại dương vậy. Ngoài ra còn có Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân dẫn đại quân Yêu Môn đại giáo. Hai đạo quân tiền sử khác là Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, cũng là thiên quân trong đạo quân chuyển thế. Hai người này thuộc thời đại thiên đạo trong thời đại tiền sử. Mấy cường giả từ xa nhìn nguyên trung treo trên tòa thành lớn, chân thành tụ tập hàng đống cường giả thì tim rất kế bịch. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân vội lấy tiên thiên yểm ma thương ra sẵn sàng chiến đấu. Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tự khởi động nửa bên trận đồ ghép lại với nhau, bao phủ đại quân của mình. Cường giả hai con đường nhìn hướng con đường Giang Nam đứng, mọi người cùng ngây người. Hai con đường bọn họ kéo đến mấy trăm vạn người, con đường Giang Nam đứng chỉ có 3 người, thật ngạc nhiên. Khi mọi người thấy thân hình cao gầy của huyết tổ, tiên thiên thần đăng trong huyết vụ trên đầu của nó, thì tim rất cái bịch. Mà đầu huyết tổ ăn hết những người khác rồi, chỉ có Huyền Thiên giáo chủ Trọng Quang Thiên Quân là sống sót thì sao? Bọn họ không biết Giang Nam lần mò dấu vết huyết tổ chạy tới, chứ không phải trốn thoát từ tay nó. Các đại quân bày trận thế, Giang Nam đi hướng trận doanh Hồng Đạo Nhân, gã chạy ra nghênh đón hắn và Trọng Quang Thiên Quân vào đại trận. Kế đô ma tổ dẫn đại quân chạy tới, hai quân tụ hợp. Kế đô ma tổ vào đại doanh chào Giang Nam và Tử Hạm Tiên Mẫu. Mông Tốn thái tử Ngọc Kinh Thiên Quân cũng chạy đến chào Giang Nam. Trong hai đạo cung đột nhiên xuất hiện tiên thành. Trong tiên thành có 100 vạn tiên tôn. Đạo cung này là nơi nào đây? Tại sao có nhiều tiên quân như vậy? Tử Hạm Tiên Hậu nhíu mày hỏi. Ngọc Kinh đạo hữu, ngươi cư ngụ trong hai cung đã 80 năm, có từng thấy những tiên quân này không? Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu nói, chưa từng thấy qua, nhưng ta du lịch hai đạo cung tìm kiếm những ảo diệu trong đó, thấy rất nhiều pho tượng. Những tiên quân này là pho tượng biến ra, chắc bên trong chứa điều kỳ lạ. Giang Nam gật đầu nhẹ giọng nói, lúc ta và Ngọc Kinh đạo hữu đại chiến trong đạo cung từng thấy một số pho tượng, thế nhưng không ngờ chúng nó có thể biến thành các tiên quân còn sống như vậy. Theo ta thấy, những tiên quân này là đại đạo biến ra, không phải sinh mệnh thực sự. Các người nói xem, có khi nào hai đạo cung là đạo cung thật hay không? Đạo cung trong đạo quả của đế và tôn hay không? Những tiên quân là tiên nhân, thần linh do đại đạo của đế và tôn biến ra hay không? Tử Hạm Tiên Hậu cười lạc giọng, giáo chủ đừng đùa, nếu những tiên quân này do đại đạo đế và tôn biến ra thì pháp lực của bọn họ mạnh đến cỡ nào đấy? Mông Tốn thái tử lắc đầu nói, giáo chủ quá khoa trương rồi, đạo cung của ai có thể biến thành tầng hư không thứ 7 tiên giới đây? Đạo cung lớn như vậy, thế thì đạo quả của bọn họ to biết nhường nào. Mặc dù đế và tôn là cường giả hiếm thấy xưa nay, thế nhưng không đến mức luyện thành đạo quả như vậy. Giang Nam lắc đầu bật cười, hắn cảm thấy suy đoán của mình thật là kinh thế hãi tục. Tầng hư không thứ 7 khổng lồ biết bao, dù là thiên quân muốn đi hết tầng hư không thứ 7 cũng phải mất mấy năm trời. Nơi khổng lồ như vậy, nếu là không gian đạo cung của đế và tôn, đạo cung to lớn như thế chứ bao nhiêu pháp lực đây, bao nhiêu đại đạo đây? Tồn tại có hai đạo cung như vậy, pháp lực kinh người biết mấy đây.
Các đạo quân, những thời đại xa xưa đến nay chưa từng có ai làm được điều này. Đạo cung còn như vậy, huống chi là đạo quả. Đạo cung chỉ là vết nứt trong đạo quả, là khai sáng từ trong đạo quả. Nếu hai đạo cung của đế và tôn hợp thành tầng hư không thứ bảy, thì đạo quả của hai người khổng lồ biết bao, rất khó tưởng tượng. Đừng nói Giang Nam, Hồng đạo nhân, Cản Nguyên tiên đế không tin nổi. Đám người đạo quân chuyển thế như Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử cũng chưa từng nghe nói qua. Kiếp trước ở thời kỳ đỉnh cao nhất của bọn họ cũng không làm được một bước này. Tiên giới là thời đại nhỏ nhất từ xưa đến nay, chiếm vị trí trong hỗn độn không bằng thời đại chú đạo, nhưng nó không bé xíu. Cương vực tầng hư không thứ bảy đủ bao phủ tiên giới 6 tầng hư không trước đó. Nếu nói hai đạo cung là đạo cung trong đạo quả của đế và tôn, vậy đạo quả của hai người ít nhất phải to bằng tiên giới. Hoặc nên nói, mọi người bao gồm tồn tại trong vô nhân cấm khu đều sinh hoạt bên trong đạo quả của đế và tôn. Hai đạo quân chuyển thế, Mông Tốn thái tử và Tử Hạm tiên hậu, tưởng tượng đều cảm thấy chuyện khủng bố như thế không thể xảy ra. Giang Nam lắc đầu nói, đúng là khoa trương thật. Cũng trong lúc đó, đám người linh nữ, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân cũng đang phân vân, bàn bạc, suy đoán lai lịch của trăm vạn tiên quân bên trong tiên thành. Trong hai đạo cung đột nhiên xuất hiện trăm vạn tiên quân, năng lượng hủy thiên diệt địa này không thế lực nào đối kháng được, hỏi sao đám người linh nữ không thế lo cho được. Trăm vạn tiên quân, thế lực khổng lồ như thế đủ vượt qua bất cứ thời đại tiên sử nào. Tình hình làm cho người ta sợ khủng khiếp. Linh nữ nhỏ giọng nói, hơn nữa nơi này chỉ là một tòa tiên thành bên dưới nguyên trung. Dưới hai tiên thiên pháp bảo khác là nguyên tháp, nguyên đỉnh, có khi nào cũng có tiên thành như vậy không? Mặc dù linh nữ là sinh linh sáng tạo từ hỗn hợp máu của bất công đạo nhân và thiên đạo linh giới, thế nhưng thế cảnh tượng này nàng rất khó đoán ra bài bố của đế và tôn là như thế nào. Đột nhiên cánh cửa tiên thành đằng trước ầm ầm mở ra, 9 thiên quân đứng trên đầu tường chắp tay từ xa, cười tươi tắn. Các vị là khách từ xa đến, chúng ta là thành chủ nguyên trung thành này, đã nghênh đón trễ rồi, xin mời vào, mời vào. Ở ngoài tiên thành, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân, huyết tổ, đạo tạng thiên tôn, thiên cơ đạo quân, linh nữ, đại diễn cổ thần, các thiên quân, đạo quân chuyển thế nhìn nhau do dự. Nếu đi vào tiên thành, rồi đám tiên quân biến ra từ pho tượng này trở mặt giết người, có lẽ bọn họ còn sống được, thế nhưng đại quân dưới tay sẽ bị tiêu diệt sạch. Đám người đang do dự, bỗng huyết tổ cười khùng khục. Mời ta vào thành ư? Tốt, vậy vào xem. Nếu các người có ý xấu gì thì ăn sạch hết luôn. Huyết tổ đi vào tiên thành trước nhất, mắt Giang Nam lóe tia sáng. Hồng Nhi, Kế Đô, dẫn đại quân đứng trong trận đồ vào thành. Hồng đạo nhân, Kế Đô ma tổ không người vâng dạ, ra lệnh 200 vạn đại quân đứng trong nguyên tháp trận đồ Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ. Trận đồ mở thời không khác treo trên đầu Hồng đạo nhân, Kế Đô ma tổ. Nhìn từ bên ngoài rộng mấy trượng, thế nhưng đi vào có diện tích ước vạn dặm, rộng kinh người. Mông Tốn thái tử, Tử Hạm tiên hậu, Ngọc Kinh thiên quân, Trọng Quang thiên quân cũng đi vào. Trọng Quang thiên quân, Mông Tốn thái tử và Tử Hạm tiên hậu không có bao nhiêu thế lực. Mỗi mình Ngọc Kinh thiên quân thành lập Ngọc Kinh thánh giáo, dưới tay có trăm vạn người. Nhưng thực lực của Ngọc Kinh thiên quân khá kinh khủng. Sau gáy hiện ra một thần luân, trong thần luân có Ngọc Kinh tiên thành. Trăm vạn giáo chúng bị thu vào tiên thành. Mọi người cùng nhau đi vào nguyên trung tiên thành ở đằng trước. Ở bên ngoài thành, linh nữ, đại diễn cổ thần cũng thu các hỗn độn cổ thành vào thần luân. Đám tướng sĩ hỗn độn cổ thần đứng trên cổ thành. Hai người đi hướng nguyên trung tiên thành. Thiên hoang đạo quân ho khan nhỏ giọng nói, vào tiên thành nhìn xem, tùy cơ mà ứng biến vậy. Vô tà đạo quân gật đầu dặn dò giáo chúng. Ở bên kia, khổ hạnh thiên tôn, hậu tôn đạo quân, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn cũng thu giáo chúng đi vào trong nguyên trung tiên thành. 9 vị thành chủ nghênh đón mọi người vào nguyên trung tiên thành. Thiên quân thành chủ dẫn đầu cười nói, các vị đạo hữu đều là tài ba rừng cột của tiên giới, chúng ta thu hoạch được ích lợi rất lớn từ các đạo hữu đấy, xin hãy nhận chúng ta cúi đầu. Nói xong, 9 thành chủ đẳng cấp thiên quân không người hành lễ.
trăm vạn tiên quân trong thành cũng không người hành lễ. Xin hãy nhận chúng ta cúi đầu. Mọi người luống cuống tay chân, đành nhận bọn họ cúi đầu, lòng thầm khó hiểu. Đám người không rõ đã làm gì giúp cho các cường giả thu hoạch ích lợi lớn đây, lại còn trịnh trọng cúi đầu cảm ơn. Trọng Quang Thiên Quân liếc Huyết Tổ lạnh lùng cười. Chín vị thành chủ, Huyết Tổ làm nhiều việc ác như vậy, nuốt sinh linh mà cũng giúp ích cho các người hay sao? Các vị cho hung thần như Huyết Tổ vào thành, không sợ hắn ăn tất cả hay sao? Người của Huyết Tổ nồng nặc mùi máu gai mũi, các con mắt ma quái di chuyển sau lưng, thân hình chân trượt bỗng trở nên mềm nhũn như con rắn duỗi người ra. Các con mắt dồn tới trước mặt Trọng Quang Thiên Quân, Huyết Tổ cười khùng khục. Tiểu quỷ, ta không ăn thịt ngươi làm ngươi bất mãn hay sao? Đang châm ngòi mấy vị thành chủ xử lý ta sao? Trọng Quang Thiên Quân oán hận bị Huyết Tổ truy sát suýt mất mạng. Nói câu kia là hy vọng nhờ vào lực lượng chín thành chủ nguyên trung trừ khử ma đầu Huyết Tổ, bị Huyết Tổ vạch trần. Trọng Quang lúng túng cười nhạt. Đúng thì sao, Huyết Tổ, ngươi không chuyển thế tu luyện tiên đạo, đã định trước sẽ bị tiên giới bài xích rồi, sớm muộn gì cũng gặp nạn thôi. Chín thành chủ thiên quân nhìn nhau, thành chủ dẫn đầu cười nói. Các vị đạo hữu đừng khắc khẩu, ở xa tới là khách, dù các đạo hữu có chuyển thế đến tiên giới, có tu luyện tiên đạo hay không, đều giúp ích cho chúng ta. Thời đại huyết tộc của Huyết Tổ cho chúng ta thu hoạch rất nhiều. Một thành chủ tóc bạc phơ nói tiếp. Đương nhiên, nếu Huyết Tổ dung nhập đại đạo, thời đại huyết tộc và tiên đạo thì càng tuyệt vời. Tim Huyết Tổ đập nhanh, e ngại, không dám nổi khùng, lạnh lùng cười. Huyền Tiên giáo chủ cũng không tu luyện tiên đạo, tại sao không kêu hắn chuyển thế đi? Chín thành chủ dẫn mọi người vào nguyên trung tiên thành. Thành chủ tóc bạc phơ cười nói. Các vị có chuyển thế hay không thì chúng ta không có quyền nói ra vào. Chúng ta hiện hình vì có một cơ duyên với các vị. Một thành chủ khác xen vào. Tiền giới có 3.000 đại đạo, đế và tôn bất không thiết lập 3.000 đại đạo giấu trong hai đạo cung này. 3.000 đại đạo là cơ duyên bọn họ để lại cho các vị. Hễ vào thành này đều có thể lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Lại có một thành chủ bộ dạng nho sinh cười nói. Chúng ta dùng nguyên trung, nguyên đỉnh, nguyên tháp mở ra đạo tràng 3.000 đại đạo cho các vị. Có thể tham ngộ được bao nhiêu đại đạo phải xem bản lĩnh của các vị thế nào rồi. Vị nữ thành chủ mỉm cười lên tiếng. Tuy 3.000 đại đạo đã thành hình, có khuôn, thế nhưng còn cần các vị hoàn thiện. Có cơ duyên được 3.000 đại đạo hay không, có năng lực hoàn thiện nó hay không thì phải xem các vị thông minh tài trí thế nào. 3.000 đại đạo được một đạo đủ chứng đạo thiên quân, dung hợp với tiên đạo. Nếu được 3.000 đại đạo là vô địch thế gian, chứng đạo quân ngay. Đương nhiên, nếu nghiên cứu một đại đạo đến tận cùng, tiên đạo nhiều biến, duy một ra ba, lĩnh ngộ 3.000 đại đạo cũng có thể chứng đạo quân được. Thành chủ dẫn đầu cười nói. Các vị, trong đạo tràng 3.000 đại đạo có nhiều nguy hiểm, theo ta thấy tồn tại dưới tiên quân đừng đi vào. Đám người Giang Nam lòng rung động. Chín thành chủ lộ tin tức quá kinh người. Bọn họ có nghe cách nói tiên giới có 3.000 đại đạo, đế và tôn cùng bất không thiết lập 3.000 đại đạo làm quy tắc chung cho tiên đạo, cơ sở của tiên giới. Mọi thứ trong tiên giới diễn sinh từ 3.000 đại đạo, mọi cách tu tiên cũng từ đó mà ra. Nhiều người tiếp xúc một góc 3.000 đại đạo, tồn tại chứng đạo tiên quân, thiên quân đều cảm ngộ được ảo diệu ở trong đó. Ví dụ đạo tạo hóa của Huyền Đô thiên quân, đạo vô tình như Ngọc Kinh thiên quân đều nằm trong 3.000 đại đạo. Đạo quân chuyển thế càng hơn một bậc, dung hợp đại đạo, thời đại tiền sử vào tiên đạo tiếp xúc cũng sâu hơn. Nhưng đạo quân chuyển thế chưa từng chạm vào đại đạo hoàn chỉnh. Hiện giờ mấy thành chủ nói đạo tràng 3.000 đại đạo mở ra, mặc cho bọn họ đi vào tham ngộ, chuyện này không đơn giản. Tồn tại đẳng cấp thiên quân hợp đạo có thể điều động thiên địa đại đạo, gia cố bản thân. Nếu vào đạo tràng sẽ có thu hoạch cực lớn. Nghe ý của chín thành chủ thì nguyên tháp, nguyên đỉnh cũng sẽ mở đạo tràng để các cường giả vào trong tìm cơ duyên. Điều này sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu
tranh giành máu me. Thành chủ dẫn đầu cười tủm tỉm nói: "Đây là cuộc tuyển chọn, các vị có thể ký thác đạo quả vào Nguyên Trung, dù chết trong đạo tràng vẫn giữ được mạng sống của mình." Mọi người nhìn nhau do dự, đạo quả rất quan trọng, nếu ký thác vào Nguyên Trung rồi các thành chủ hơi có ác ý sẽ khống chế sống chết của bọn họ. Giao sự sống vào tay của người khác còn là những thiên quân la lịch khó lường, bọn họ không muốn chút nào. Giang Nam lòng máy động, ra hiệu cho Hồng Đạo Nhân kế đô ma tổ: "Các ngươi đừng ký thác đạo quả vào Nguyên Trung, ký thác vào Chí Bảo Tiên Đạo là được. Trọng Quang đạo hữu, ngươi cũng làm vậy đi." Đám người Hồng Đạo Nhân kế đô ma tổ nghe lời chọn tiên quân dưới tay mình, cùng nhau ký thác đạo quả và Chí Bảo Tiên Đạo. Trọng Quang thiên quân ký thác đạo quả vào bàn cổ thập nhị thiên luân. Mông Tốn thái tử, Từ Hạm tiên hậu ký thác đạo quả vào tiên thiên ngũ sắc liên. Ngọc Kinh thiên quân tiến lên bàn bạc với Mông Tốn thái tử, cũng ký thác đạo quả vào tiên thiên ngũ sắc liên. Linh nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiều ra, đám người đại diễn cổ thần ký thác đạo quả vào Bất Không Thông Thiên Kiều. Những đạo quân chuyển thế khác như Vô Tà, Thiên Hoang đạo quân, bọn họ không ký thác đạo quả. Khổ Hạnh thiên tôn nhíu mày suy tư giây lát, cũng chọn không ký thác đạo quả. Khổ Hạnh thiên tôn nói: "Chúng ta có nhiều tiên thiên pháp báo ở trong người, không làm phiền các vị." Mỗi người đều có thủ đoạn riêng. Huyết Tổ cười khùng khục: "Ta có tiên thiên thần đăng, các ngươi đừng hòng mà ám toán ta." Chín thành chủ không miễn cưỡng nhìn Giang Nam hỏi: "Đế Giang đạo hữu không ký thác đạo quả sao?" Giang Nam giật mình, các suy nghĩ kéo đến: "Đế Giang sao? Tại sao bọn họ gọi ta là Đế Giang vậy?" Giang Nam chỉ được kêu là Đế Giang hai lần, một lần là tiên thiên linh căn trong vùng đất nguyên thủy, từ bụng hỗn độn cự thú phát ra tiếng kêu Đế Giang, Đế Giang. Lần thứ hai là cùng con rồng to trong hỗn độn, từ hỗn độn truyền ra thanh âm Đế Giang, Đế Giang. Không ngờ tại đây cũng có người gọi Giang Nam là Đế Giang, tình huống này thật kỳ lạ. "Các sinh linh trong Nguyên Trung tiên thành này có liên quan đến Đế và Tôn, có lẽ đúng là đại đạo do Đế và Tôn biến thành. Bọn họ là thần trong đạo cung của Đế và Tôn." Giang Nam hít sâu, từ giải thích này ra không còn cái nào hợp lý hơn. Chỉ có thần trong đạo cung, đạo quả của Đế và Tôn mới có một phần ý thức tư duy của Đế và Tôn, gọi Giang Nam là Đế Giang. Giang Nam hơi khó tin, nếu những sinh linh này là thần trong đạo cung, đạo quả của Đế và Tôn, vậy hai đạo cung tầng hư không thứ bảy chính là đạo cung, đạo quả của Đế và Tôn. Nếu là đạo cung của Đế và Tôn, vậy đạo quả đã đi đâu? Nhìn khắp các hư không, tiên châu trong tiên giới, không có chỗ nào chứa nổi đạo quả khổng lồ, kinh người như vậy. Nếu đạo quả của Đế và Tôn giấu trong tiên giới, mục tiêu lớn như thế nên bị sớm phát hiện. Chỉ có đạo cung không thấy đạo quả, Đế và Tôn giấu đạo quả ở nơi nào? Trong lòng Giang Nam có nhiều thắc mắc, hắn lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: "Thân ta là đạo quả, không cần ký thác." Chín thành chủ cũng không khuyên thêm, leo lên tế đàn giữa thành, bái lại Nguyên Trung. Bên trong tiên thành, trăm vạn tiên quân cùng vái Nguyên Trung. Chín thiên quân leo lên tế đàn, vái Nguyên Trung. Nguyên Trung chấn động ầm ầm, vách chuông hiện ra phủ văn, rậm rạp, ghép thành con đường. Tiếng chuông vang dội khắp thiên địa, dường như quán thông các thời đại xa xưa. Phủ văn đánh đến đâu là đảo ngược thời gian, mở ra con đường đi thông quá khứ. Tiếng chuông phủ văn lan đến đâu là hình ảnh các thời đại hiện ra, thời đại chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo. Thời đại vô cùng huy hoàng sắp tái hiện trong dòng sông thời gian theo tiếng chuông ngân vang. Mọi người nhìn hoa mắt, say mê, khó có thể kiềm chế. Cái chuông to này phá vỡ trói buộc thời gian xuyên suốt xưa nay, từ thời đại tiên đạo đánh thủng vách tường thời gian, đi thông đến chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo và nhân đạo, xuyên suốt các thời đại tiền sử. Cảnh tượng làm cho người ta phải hãi hùng. Tiên thiên pháp bảo cường đại làm được một bước này, có uy lực như thế, xuyên thủng thời không từ kiếp này thẳng hướng tiền sử. Cường giả tiên giới phá vỡ thời không chỉ là một câu hình dung. Cường giả tiên giới chỉ đánh xuyên thời gian, không thể đảo ngược trở về quá khứ. Tiếng chuông Nguyên Trung thì mở ra con đường quay về quá khứ, không chỉ trước kia mà còn trở về tiền sử,
về các thời đại tiền sử. Mọi người đều có kiến thức rộng rãi, nhìn ra được tiếng chuông chỉ xuyên suốt các thời đại, không quấy rầy những thời đại tiền sử vận động, không phá hoại bất cứ thứ gì trong thời đại tiền sử. Nguyên Trung mở ra con đường vượt qua những thời đại chỉ là tiếng chuông vang lên, không ảnh hưởng những gì xảy ra trong các thời đại. Nếu Nguyên Trung bộc phát uy lực trong thời đại tiên đạo, đánh chết được cường giả tiền sử thì đúng là nghịch thiên. May mắn tình huống này tuyệt đối không xảy ra, nếu không đám đạo quân chuyển thế như Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Khổ Hạnh thiên tôn sẽ phập phồng lo sợ. Dù Nguyên Trung không thể quấy nhiễu tiền sử, thế nhưng cũng khá lợi hại. Đi vào con đường Nguyên Trung mở ra, bọn họ có thể nhìn các thời đại vận chuyển nổ lên, hưng thịnh, đỉnh cao, tụt dốc, suy vong rồi hủy diệt. Loại tình huống này dù là đạo quân tiền sử cũng chưa từng thấy. Đột nhiên Vô Tà đạo quân dùng mình hét lên thất thanh: "Lúc ta ở thời đại yêu tộc từng nghe tiếng chuông này, tìm kiếm không gian vũ trụ yêu đạo nhưng không có kết quả." Thiên Hoang đạo quân biến sắc mặt gật đầu: "Thời đại yêu tộc ta cũng nghe tiếng chuông, ngoài ra còn hai loại đạo âm kỳ lạ khác nữa, hình như là đạo âm từ bảo tháp và tiếng ngân vang của đỉnh to vậy. Loại thanh âm này truyền ra hai lần, nhưng ta sưu tầm khắp nơi không tìm được ngọn nguồn." Thiên Hoang đạo quân chưa nói xong, bốn đạo quân tiền sử là Hậu Tôn đạo quân, Khổ Hạnh, Thiên Cơ, Đạo Tạng thiên tôn cũng biến sắc mặt. Huyết Tổ dùng mình: "Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh phát ra đạo âm, bọn họ từng nghe thanh âm hai lần lúc ở thời đại của mình. Khi đó bọn họ không biết đạo âm đến từ đâu, vì sao lại vang lên, bây giờ ngẫm lại thấy nổi da gà. Đạo âm này vang lần đầu tiên là Đế và Tôn bất không vận dụng Nguyên Đỉnh, Nguyên Tháp, Nguyên Trung đánh xuyên thời đại tiền sử. Nguồn gốc đạo âm lần thứ hai là trước mắt bọn họ." Đám người giật mình kinh hoàng. Thời đại càng cổ xưa hơn mở ra theo tiếng chuông. Hồn đạo, cự linh, sa môn, thánh đạo, thú đạo, huyết tộc, khôi lỗi, tam nhãn, thiên đạo. 17 thời đại tiền sử có 14 thời đại đã mở ra. Tiếng chuông mở các thời đại cũng dần chậm lại. Nguyên Trung lung lay, tiếng chuông từ trong trẻo trở nên trầm đục. Trăm vạn tiên quân, chín thiên quân trong Nguyên Trung tiên thành cảm thấy rất vất vả. Tiên đạo cực kỳ tinh thuần quanh người bọn họ bắn lên cao, nhập vào Nguyên Trung khiến tiếng chuông lại trong trẻo. Tiếng chuông chấn động, phù văn Nguyên Trung xông mở linh bảo, xiển đạo, huyền đạo, phá tan 17 thời đại tiên sử, vẫn đang thẳng ngưỡng thời đại càng xa xôi hơn. Ma đầu vô pháp vô thiên như là Huyết Tổ lúc này cũng giật mình đến chết lặng. Cách nói 17 thời đại tiên sử đến từ Tịch Diệt đạo nhân đạo quân điện. Tịch Diệt đạo nhân lấy hỗn độn làm tuổi, bảo bây giờ mình chỉ có 17 tuổi. Có nhiều người cho rằng tiền sử chỉ có 17 thời đại. Giang Nam từng đi đạo quân điện, được vô cực đạo thư của vô cực thiên tôn, nên biết trước 17 thời đại còn có thời đại càng huy hoàng hơn nữa. Nhưng những người khác không biết được, thấy Nguyên Trung mở ra thời đại thứ 18 thì rất kinh hoàng. Cuối cùng Nguyên Trung mở 18 thời đại đi hướng thời đại thứ 19. Mọi người đờ đẫn nhìn, Giang Nam cũng rất giật mình. Uy lực Nguyên Trung quá cường đại, Nguyên Trung bộc phát toàn bộ uy lực xuyên suốt xưa nay, đến trình độ thiên quân không thể tưởng tượng. Chín thành chủ mở đường thông tới thời đại tiền sử là mục đích gì đấy? Mới vừa rồi bọn họ nói trong đạo tràng Đế và Tôn có 3.000 đại đạo, chẳng lẽ 3.000 đại đạo bị Đế và Tôn giấu trong thời không tiền sử hay sao? Không, không đúng. Vừa rồi những thành chủ nói 3.000 đại đạo giấu trong tiên giới. Đế và Tôn sáng tạo đạo tràng, nếu giấu trong thời đại thời không tiền sử thì sao nằm trong tiên giới được đây? Mọi người xì xầm bàn tán. Khổ Hạnh thiên tôn lên tiếng: "Nguyên Trung mở thời gian chứ không mở ra vô tận. Lão Tăng cho rằng đạo tràng 3.000 đại đạo vẫn nằm trong tiên giới, thế nhưng ở trong thời đại tiên sử vô cùng xa xưa, thời đại tiên giới chưa sinh ra." Khổ Hạnh thiên tôn sâu không lường được, là đạo quân đứng đầu thời đại Sa Môn đại đạo. Lời Khổ Hạnh thiên tôn nói có đạo lý, làm người ta gật gù công nhận. Cuối cùng Nguyên Trung mở thời đại thứ 19, lực lượng đến tận cùng, tiếng chuông trầm đục không còn sức mở thời đại thứ 20. Chín thành chủ, trăm vạn tiên quân cũng đến cực hạn, không thể kích phát uy lực Nguyên Trung mạnh hơn được nữa.
Đột nhiên hư không chấn động, tận cùng hai đạo cung có lực lượng hùng vĩ bay đến, rót vào Nguyên Trung. Lực lượng cường đại mạnh, còn hơn 100 vạn tiên quân và 9 thiên quân hợp sức gấp vô số lần. Bao la mênh mông, uy nhiếp chúng sinh, đám cường giả như Giang Nam huyết tổ rất rung động. Lực lượng cường đại này đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Các đạo quân chuyển thế như huyết tổ, khổ hạnh tiên tôn, kiếp trước mạnh nhất cũng xấu hổ, thấy không bằng. Huyết tổ rút người lại thành cục thịt, không dám thò đầu ra, giật mình kêu lên. Rốt cuộc là tiên đế hay tiên tôn ra tay vậy? Mọi người nhìn hướng lực lượng vọt tới, nó bắn từ tận cùng hai đạo cung nhưng không nhìn ra là ai làm. Nguyên Trung bị lực lượng đẩy đến tận cùng, vượt qua lực lượng bản thể, bề mặt tiên thiên pháp bảo nứt dạn, tiếng chuông cực kỳ vang dội đánh mở 20 thời đại. Tiếng chuông bẻ gãy, nghiền nát xuyên qua các thời đại tiền sử, con đường phù văn trải càng lúc càng rõ ràng. Một con đường vượt qua thời gian, đi thông ngàn ức năm hay càng xa xôi hơn nữa. Tiếng chuông vang vẳng các thời đại, mở ra thời đại càng xa xưa, xé mở thời gian ngăn giữa thời đại này và thời đại khác. Cuối cùng, thời gian đi đến điểm khởi nguồn, thời đại tiền sử thứ nhất, thời đại nguyên đạo. Đó là khởi nguồn của mọi thời đại, mọi đại đạo, sinh ra vô số sinh linh cường đại, là thời đại vô cùng huy hoàng. Cái gọi là nguyên đạo, tức là khởi đầu của mọi đại đạo, là nguồn gốc của đời sau. Giang Nam hiểu biết về thời đại nguyên đạo hơn xa mấy đạo quân tiền sử khác. Giang Nam biết cường giả thời đại này sáng lập đạo quân điện, biết hai điện chủ đời đầu có năng lực không thể tưởng tượng, đặt thần điện tại tận cùng thời gian và không gian. Lực lượng từ tận cùng hai đạo cung tiếp tục đánh ra giữa con đường đi thông thời đại nguyên đạo. Đạo tràng con đường này nằm ở thời đại nguyên đạo. Đế và Tôn giấu 3000 đại đạo trong thời không thời đại nguyên đạo, mở ra một không gian trong chỗ này, mượn ảo diệu thời đại nguyên đạo thấm nhuần 3000 đại đạo. Đạo tràng tiên đạo thời đại nguyên đạo. Trong Nguyên Trung tiên thành, một thành chủ tóc bạc phơ nhìn bọn họ cười tủm tỉm. Các vị, đạo tràng 3000 đại đạo đã mở ra, mời các vị vào đạo tràng. Đám người linh nữ đại diễn cổ thần đè nén nỗi lòng hoảng hốt, đi hướng con đường Nguyên Trung mở ra. Giang Nam nhìn đám người Hồng đạo nhân kế đô ma tổ, Giang Nam nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng đi vào." Giang Nam dẫn đám người đi tới trước con đường, thành chủ tóc bạc đột nhiên mỉm cười nói: "Đế Giang đạo hữu và huyết tổ đạo hữu hãy dừng lại, những người khác đều tu tiên, không bị đường hầm bài xích, hai vị không phải tiên nhân, không thể bước vào." Huyết tổ nghe vậy lạnh lùng cười: "Đường đã mở, không cho ta vào sao? Đây là cái đạo lý gì? Ta không tin, không tu tiên đạo thì không vào được." Huyết tổ lắc người, xông vào con đường Nguyên Trung mở ra. Không ngờ tốc độ của huyết tổ siêu nhanh, thì nhìn mãi mãi cách con đường một bước, không đặt chân vào được. Huyết tổ liên tục biến đổi thân pháp vẫn vô dụng. Rõ ràng con đường ngay trước mắt, nhìn như một bước chân có thể đạp vào, nhưng huyết tổ đạp bao nhiêu bước vẫn vô dụng. Thành chủ tóc bạc cười hỏi: "Huyết tổ đạo hữu, đạo của ngươi khác với tiên đạo, còn muốn đặt chân lên tiên đạo sao?" Giang Nam lòng máy động, mỉm cười nói: "Vừa rồi mấy vị thành chủ kêu chúng ta ký thác đạo quả vào Nguyên Trung, nghĩa là chúng ta cũng có thể vào đạo tràng Đế và Tôn được 3000 đại đạo. Con đường ta đi không phải tiên đạo, hay là có đường nào khác đây để vào đạo tràng đây?" Thành chủ tóc bạc khen: "Quả nhiên Đế Giang nhạy bén mà, đúng là Đế và Tôn có để lại con đường khác cho người không tu luyện tiên đạo cũng vào đạo tràng được, nhưng con đường này không thuận buồm xuôi gió, miễn hai vị vượt qua thử thách của Đế và Tôn thì có cơ may vào được đạo tràng." Giang Nam mỉm cười nói: "Xin đạo hữu chỉ giáo cho." Thành chủ tóc bạc bước ra ngoài tiên thành. Đế và Tôn biết tiên đạo mình sáng tạo chỉ là một con đường đi thông tận cùng đại đạo, có lẽ còn đường khác đến tận cùng của đại đạo, có lẽ còn người tài trí siêu đẳng tìm ra con đường khác kia. Nếu không có tồn tại siêu quần đó vào đạo tràng, chẳng khác nào chứng tỏ Đế và Tôn hẹp hòi. Có lẽ đá núi cũng có thể thành ngọc, không chừng con đường khác hoàn thiện tiên đạo, hấp thu sở trường của đối phương. Nên con đường vào đạo tràng, trừ đường tiên đạo ra, còn có một con đường khác nữa.
Giang Nam thầm khen tiên đạo nhiều biến, tập trung sở trường của tất cả, khiến tiên đạo tiến hóa và trưởng thành. Đế và Tôn có khí phách rộng lớn như thế, không khư khư cố chấp, đúng là vượt trội hơn các đạo quân khác. Huyết Tổ vội đi theo, lạnh lùng nói: Tại sao những hỗn độn của thần có thể bước lên con đường kia, còn ta thì cần nhận thử thách như vậy? Thành chủ tóc bạc kiên nhẫn giải thích rằng: Tiền giới là do Đế và Tôn bất không khai sáng, 3000 đại đạo là Đế và Tôn cùng bất không cùng nhau thành lập. Đương nhiên bất không sẽ mở cửa cho tộc nhân của mình rồi. Huyết Tổ cười gằn, răng nhọn đầy giấy trong miệng chuyển động. Cái gọi là công bình cũng chỉ có thế mà thôi, làm cho người ta buồn cười mà. Thành chủ tóc bạc khó hiểu hỏi: Ai nói với ngươi là công bằng đây? Nếu ngươi tham gia sáng tạo tiên giới, sáng lập 3000 đại đạo thì có thể để lại cửa sau cho hậu nhân của mình. Huyết Tổ mắc nghẹn, các con mắt sau lưng lộ tia hung tợn, đang tính có nên ăn lão nhân tóc bạc này hay không. Thành chủ tóc bạc mặc kệ Huyết Tổ, đi trước dẫn đường hai người vào sâu trong hai đạo cung. Kỳ nhân có thể một mình đối kháng với tiên đạo, người đó sánh bằng thời đại tiên đạo huy hoàng. Đế và Tôn cho rằng người đó sẽ xuất hiện, nên để lại con đường này cho đối phương vào đạo tràng thấm nhuận tiên đạo. Tiên đạo mượn cơ hội này thấm nhuận đối phương, đây là một loại giao lưu kiểm chứng lẫn nhau. Giang Nam gật gù: Ba điện chủ đạo quân điện chắc đều là tồn tại này. Đế và Tôn cần đối thủ, cũng cần đạo hữu có thể giao lưu kiểm chứng mới đi đến tận cùng đại đạo được. Thành chủ tóc bạc dẫn Giang Nam, Huyết Tổ vào sâu trong hai đạo cung, đi thật lâu mãi chưa đến cuối. Huyết Tổ dần mất kiên nhẫn, hắn thầm nghĩ: Chắc không phải tên này dẫn ta đi lòng vòng đấy chứ. Giờ mấy người kia đã vào trong đạo tràng Đế và Tôn nghiên cứu 3000 đại đạo, không chừng thân và đạo đã hợp đạo, đạo và đạo hợp đạo, tu vi thực lực tiến bộ vượt bậc. Hay ăn hắn đi, rồi ăn hết các yêu tộc thiên quân trong Nguyên Trung Tiên Thành, bá chiếm Nguyên Trung, tăng làm chúa tể thời đại tiên đạo. Huyết Tổ nghĩ đến liền làm, há mồm táp thành chủ tóc bạc, cười gian nói: Đạo tràng Đế và Tôn gì gì đó, cứ ăn hết là xong mọi chuyện. Huyết Tổ ra tay quá nhanh, Giang Nam không kịp cản, Huyết Tổ đã nuốt thành chủ tóc bạc vào bụng. Lúc này cơ thể thành chủ tóc bạc như vô hình, như hồn ma đi ra từ bụng Huyết Tổ, không có chút vết thương nào. Thành chủ tóc bạc lắc đầu nói: Huyết Tổ đạo hữu đừng đùa. Huyết Tổ vừa kinh vừa giận, há mồm to tát thành chủ tóc bạc, vô số răng nhọn chuyển động trong khoang miệng, nghiền nát thành chủ. Các đại đạo vỡ ra, quanh thân Huyết Tổ ghép lại thành thân hình thành chủ tóc bạc. Thành chủ tóc bạc tiếp tục tiến tới: Huyết Tổ đừng phá. Huyết Tổ kinh hoàng, Giang Nam cảm thấy lạ lùng, hắn thầm nghĩ: Thành chủ tóc bạc, những tiên quân, thiên quân trong Nguyên Trung Tiên Thành, đúng là do đại đạo trong đạo cung của Đế và Tôn biến ra thật rồi. Ba người đi thật lâu sau, rốt cuộc trước mặt có một gốc thế giới thụ nguy nga đứng thẳng, nhánh cây xum xuê cành lá, một chiếc lá nâng một thế giới nguy nga đồ sộ. Thành chủ tóc bạc, Giang Nam, Huyết Tổ đến dưới gốc cây, thế giới thụ đồ sộ càng rung động hồn người. Huyết Tổ cảm thấy mình thật nhỏ bé, đối diện thế giới thụ là hỗn độn hồng mông vô biên. Trong hồng mông có một đóa sen màu xanh nở ra, từng đợt đại đạo hồng mông phập phồng trong nhị hoa, không thua gì thế giới thụ, thậm chí hơn hẳn. Giang Nam thầm nghĩ: Hay đấy, chính là nguyên thần của tiên đế, tiên tôn hay sao? Tiên đế, tiên tôn từng dùng nguyên thần bay vào vô nhân cấm khu, chấn nhiếp các đạo quân tiền sử trong đó. Bằng Liên Thánh Mẫu có kể lại cảnh tượng cho Giang Nam nghe. Nguyên thần hai người tràn ngập uy lực vô biên, các tồn tại cổ xưa trong vô nhân cấm khu không dám động đậy. Không ai có nguyên thần hùng vĩ mạnh mẽ như thế. Băng Liên Thánh Mẫu đã nói câu đó cho Giang Nam. Giờ đây Giang Nam tận mắt nhìn thấy thế giới thụ hồng mông thanh liên, đồng ý đánh giá của Băng Liên Thánh Mẫu. Nếu thế giới thụ hồng mông thanh liên chính là nguyên thần của tiên đế, tiên tôn thì rất khó tưởng tượng pháp lực của hai người hùng hồn cỡ nào. Giữa thế giới thụ hồng mông thanh liên, dưới hai vật khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất quay quanh, dệt nên một con đường.
Con đường này không phải đường tiên đạo mà là đại đạo khác, khác biệt với tất cả đại đạo, khác với đại đạo của bất cứ thời đại nào. Đường đi thông thời đại tiền sử, nhìn từ xa là không gian vũ trụ, chú đạo, một thời huy hoàng. Thành chủ tóc bạc cười nói: Đế Giang đạo hữu, Huyết Tổ đạo hữu, con đường này là cho người không tu tiên đạo vào đạo tràng đế và tôn. Bọn họ dùng đại đạo pháp lực ngày xưa dệt nên, khác với tiên đạo sáng tạo ra. Bước chân vào trong đó có thể đến đạo tràng đế và tôn. Nếu hai vị muốn vào đạo tràng, phải đi qua con đường này. Huyết Tổ giành đi trước, chạy nhanh vào con đường. Giang Nam xoay người, khom lưng cảm ơn thành chủ tóc bạc. Đa tạ đạo hữu đã chỉ đường. Thành chủ tóc bạc trả lễ: Đế Giang đạo hữu khách sáo rồi. Tiền đồ của đạo hữu nhấp nhô nhiều kiếp nạn, không phải đế và tôn cố ý nhắm vào, mà là do tiên đạo đã định. Người muốn nhảy ra tiên đạo phải có kiếp nạn. Nếu Đế Giang đạo hữu sống đến ngày đế và tôn thức tỉnh, thì mọi khó hiểu sẽ được giải đáp thôi, có thể xưng đạo hữu với đế và tôn. Giang Nam chớp mắt cười nói: Nghe ý của đạo hữu thì đế và tôn chưa chết, chỉ ngủ say thôi sao? Thành chủ tóc bạc lắc đầu nói: Đế và tôn đã chết rồi, nếu bọn họ không chết đi thì sao vô nhân cấm khu bị xóa sổ đây? Hai người thật sự đã chết, thế nhưng tử vong đối với đẳng cấp như bọn họ đơn giản là ngủ một giấc thôi, khi tỉnh dậy là sống lại. Giang Nam hỏi dồn: Đạo hữu, đế và tôn thật sự tàn sát lẫn nhau nên chết chung hay sao? Tồn tại cỡ như bọn họ làm sao lại tàn sát lẫn nhau cùng chết cho được? Đế Giang đạo hữu, đi đến cuối đường liền biết thôi. Thân hình thành chủ tóc bạc bỗng biến thành đại đạo, dung nhập vào thiên địa, biến mất đi. Giang Nam nhíu mày hỏi: Cuối đường sao? Là cuối con đường này hay tận cùng đại đạo đấy? Giang Nam xoay người bước lên con đường thế giới thụ, hồng mông thanh liên dệt nên, dọc theo con đường đi hướng thời không chú đạo. Giang Nam đi thật lâu, hai bên là thời không chú đạo. Giang Nam đi từ tịch diệt kiếp, thời đại chú đạo, thời gian đảo ngược hai bên đường. Giang Nam nhìn thấy cảnh tịch diệt kiếp phá hủy nguyên vũ trụ, thấy tịch diệt đạo nhân lao vào chú đạo thiên đàn. Con mắt ở tử phủ tịch diệt đạo nhân sắp phá hủy chú đạo thiên đàn, đột nhiên đạo nhân này cảm ứng được điều gì đó, vụt xoay người lại nhìn con đường. Tịch diệt đạo nhân cười khẩy nói: Là ai đang rình ngó ta vậy? Lại là ngươi. Mỗi lần tịch diệt kiếp bộc phát ra là ngươi sẽ rình dập ta. Âm 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 âm. Tịch diệt đạo nhân vươn tay chộp con đường, bàn tay to lớn hủy diệt tất cả, chứa năng lượng khủng bố tịch diệt kiếp chộp con đường Giang Nam đi, thậm chí bắt chúng người hắn. Bàn tay vô hình xuyên qua người Giang Nam, không chộp được gì. Tịch diệt đạo nhân đánh hụt, lộ ra vẻ đăm chiêu, nhỏ giọng nói: Phải rồi, là ngươi đứng trong dòng sông thời gian rình ngó ta phải không? Nói vậy ngươi đến từ tương lai sao? Ta cảm ứng được hơi thở của ngươi. Chờ tương lai đến, khi gặp lại ngươi, chắc chắn ta sẽ biết tồn tại rình ngó ta 17 năm hỗn độn là kẻ nào. Ta sẽ phá hủy ngươi. Giang Nam sợ hết hồn, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến tới. Giang Nam thấy vô số tồn tại cường đại thời đại chú đạo theo vạn chú đạo quân dẫn dắt chế tạo chú đạo thiên đàn, nhìn mỗi bước rèn tạo chú đạo thiên đàn. Vô số tiên dân chú đạo vòng quanh thiên đàn to lớn, cầu nguyện bá lạy luyện đại đạo mạnh nhất của mình vào thiên đàn, tinh luyện đại đạo thiên địa dung nhập vào thiên đàn, rồi lại tinh luyện tinh huyết bản thân hòa vào thiên đàn, tràn đầy hy vọng chuẩn bị cho tịch diệt kiếp sắp đến. Giang Nam thấy vạn vật đạo tổ đổ sắp sinh linh chú đạo, đạo quân cường đại này hủy diệt một nửa sinh linh, cường giả thời đại chú đạo đứng trong biển máu, xác chết vô tận. Vạn vật đạo tổ cười khẽ: Giết một nửa sinh linh, không biết có thể giảm chậm thời gian tịch diệt kiếp đến hay không. Thời đại tiếp theo thử giết sạch sinh linh xem sao, không chừng cách này hay. Giang Nam tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đi tới điểm bắt đầu thời đại chú đạo. Con đường đi thông tịch diệt thiên hỏa vô tận. Trong tịch diệt thiên hỏa dưỡng dục một tiên thiên pháp bảo là vạn chú thiên trung. Vạn chú thiên trung dung chấn vỡ tịch diệt thiên hỏa, thời đại
thuộc về chú đạo mở ra. Giang Nam đi hướng vạn chú thiên trung, xuyên qua thiên hỏa, thiên trung, nhìn một tòa đài cao to lớn, một thân hình đứng trên đài cao, đưa lưng hướng Giang Nam. Người đó chưa quay lại, thế nhưng Giang Nam thấy bóng lưng rất quen thuộc. Đây chính là tiên đế khai sáng tiên giới đứng đó, dường như chờ người bước lên con đường này đến gần. Giang Nam leo lên đài cao, khom người nói: Huyền Thiên, xin chào tiên đế bệ hạ. Quanh thân tiên đế tràn ngập chú đạo, xoay người lại, phong thần sâu sắc, như đạo quân tu luyện chú đạo đến đại thành vậy. Tiên đế đáp lễ: Xin chào đế giang đạo hữu. Đế giang đạo hữu qua ải của ta là sẽ vào đường thể đại ma đạo. Tiên tôn chờ đạo hữu ở cửa tiếp theo. Giang Nam không tấn công, hắn mỉm cười hỏi: Ta tin tưởng, ta không phải bất cứ là một người nào chuyển thế cả, cũng không có kiếp trước. Tại sao bệ hạ lại gọi ta là đế giang? Trên đài cao, Giang Nam và tiên đế đối diện. Đây là lần đầu tiên Giang Nam xem xét kỹ nhân vật truyền kỳ này. Trước kia Giang Nam từng thấy mặt của tiên đế, nhưng không có dịp quan sát kỹ. Tiên đế có khí độ kỳ lạ, sức hấp dẫn như đế hoàng, như gió xuân. Tiên đế cho người cảm giác trầm ổn tựa trời, đất, vũ trụ hồng hoang. Trước mắt tiên đế chỉ là ảo ảnh đọng lại trong thời không, chẳng phải bản thể, không phải là phân thân. Ảnh chiếu này là hiểu biết của tiên đế về chú đạo. Tiên đế lĩnh ngộ chú đạo không thua vạn chú đạo quân chút nào. Giang Nam rất khâm phục người trước mặt. Tiên đế, tiên tôn từ vũ trụ xa xôi khác lặn lội đường xa đến đây. Bọn họ là người nơi khác, không thuộc vũ trụ này. Vũ trụ của tiên đế, tiên tôn tràn ngập bí ẩn. Không ai biết quê hương của bọn họ có đại đạo gì, sinh linh như thế nào. Những gì tiên đế, tiên tôn trải qua cũng rất bí ẩn. Không ai biết bọn họ du lịch trong hư không, mênh mang vô tận, gặp gỡ cái gì, trải qua chuyện gì. Hai người xứ lạ đến vũ trụ này, khai sáng ra tiên giới, cắt đứt thời đại hỗn độn cổ thần, khiến vạn vật đạo tổ chịu thua. Các đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới, dấy lên sóng gió lớn, chấn động các thời đại từ xưa đến nay chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiên đế, tiên tôn còn giết tịch diệt đạo nhân, phân thây chấn áp kẻ cùng hung cực ác này. Tiên đế, tiên tôn chế tạo mảnh đất kỳ lạ đạo tràng đế và tôn, đặt đạo tràng trong thời đại cổ xưa nhất, thời đại nguyên đạo. Kiếp này tiên đế, tiên tôn trải qua nhiều điều hấp dẫn, là thần thoại khác, truyền kỳ khác biệt. Bất cứ một ai dù là tồn tại đứng ở tận cùng đại đạo cũng không có kinh nghiệm chói mắt như tiên đế, tiên tôn. Bọn họ có cuộc đời phong phú, họ là truyền kỳ thực sự, thần thoại không thể miêu tả. Đế giang chính là hỗn độn. Mắt tiên đế sáng ngời, mỉm cười nói: Hỗn độn là không biết, là biến số. Nếu người đi sâu trong hỗn độn, nghe thấy đạo âm tuyệt vời kia, tiếng kêu đế giang, đế giang, đại biểu cho không biết, là biến hóa, là biến số. Giang Nam gật gù, hắn từng đi sâu trong hỗn độn, có nghe đạo âm đó, thế nhưng câu hỏi chưa được giải đáp. Giang Nam hỏi lại: Thế nhưng cái này liên quan gì đến ta đây? Tiên đế thản nhiên nói: Người cũng là chưa biết biến hóa, biến số của thời đại tiên đạo, nên người chính là đế giang. Người sinh trong thời đại tiên đạo, thời đại này tràn ngập biến số biến hóa, thế nhưng mọi thứ không nhảy ra vòng khống chế của ta và Thanh Liên đạo huynh được. Tất cả vận chuyển theo quỹ đạo chúng ta đã định trước kia. Tiên đạo nhiều biến, sở trường dung hợp, tụ tập các đời đại đạo đến đại thành. Đây là tôn chỉ căn bản khi chúng ta sáng lập thời đại tiên đạo. Ta và Thanh Liên đạo huynh từng thôi diễn tương lai, tính ra tất cả, phát hiện bởi vì tiên đạo nhiều biến nên sẽ sinh ra chưa biết, biến hóa và biến số. Tiên đế nói Thanh Liên đạo huynh ý chỉ tiên tôn, một người sáng lập khác của tiên giới. Tuy chúng ta có thể đảo ngược thời gian, khiến cho thời gian quay về thời tiền sử, thậm chí trở về khởi nguồn của thời gian, thế nhưng quá khứ là không thể thay đổi, tương lai là chưa biết. Tiên đế tiếp tục nói: Khi chúng ta thôi diễn tương lai, muốn nhờ vào tiên thiên chí bảo mở con đường đi thông với tương lai, nhìn xem cảnh tượng tương lai, nhưng làm chúng ta ngạc nhiên là mỗi lần thấy cảnh tượng lại khác hẳn nhau. Chúng ta lần lượt tìm kiếm tương lai, rốt cuộc xác định
trong tương lai có một biến số chưa biết quấy nhiễu tiền giới, khiến cho tương lai không định trước được. Biến số này là đế giang, cho nên đế giang là xưng hô đối với biến số chưa biết này. Tiên đế cười nói: chúng ta muốn đặt đế giang vào quỹ đạo tiên giới, khiến cái chưa biết thành đã biết được. Nhưng các khẩu chiêu của chúng ta thất bại, đế giang vẫn xuất hiện, vẫn đi con đường của mình, không đi đường tiên đạo. Giang Nam gật đầu, biết tiên đế nói hậu chiêu là gì. Tiên đạo hưng thịnh, vô số người bất giác thay đổi, thế nhưng không thể làm Giang Nam sửa sang tu tiên đạo được. Linh căn của đế giang trong vùng đất nguyên thủy không thể làm Giang Nam bỏ thần thành tiên. Nguyên thủy chi khí, huyền thiên tiên vực giữ hư không. Đế và Tôn lần lượt ném ra những miếng bánh dụ Giang Nam đầu nhập vào tiên đạo. Trừ dụ dỗ ra còn có uy hiếp. Lần gần đây nhất là thiên kiếp sắp đến. Thiên kiếp kèm theo nhân kiếp, tuy Đế và Tôn không cố ý, thế nhưng chưa chắc không chăn lẫn ý tưởng buộc Giang Nam đổi sang tiên đạo. Chúng ta từng nghi ngờ đế giang xuất hiện có khi nào quấy nhiễu sâu hơn nữa, ví dụ hỗn độn hay không? Tiên đế lộ biểu tình khó hiểu nói: Thanh Liên đạo huynh nói có lẽ ý chí hỗn độn quấy nhiễu tiên đạo tiên giới nên mới sinh ra đế giang. Cách nói này hư vô mờ mịt, hỗn độn thì làm sao sinh ra ý chí được đây? Nhưng đạo âm sâu trong hỗn độn kêu gọi đế giang, nên chúng ta không thể khẳng định hỗn độn hình thành vũ trụ có lẽ nào sinh ra ý chí hay không. Tiên đế nhíu mày suy tư, giây lát sau lắc đầu cười nói: Người xuất hiện có lẽ là số phận đã định, nếu không ngươi làm sao trở thành đế của tam giới? Vì sao ngươi họ Giang? Không chừng hỗn độn thật sự có ý chí sắp sinh ra một vị đế giang. Giang Nam câm nín, cười lắc đầu nói: Bệ hạ, có vẻ các ngươi tự dồn mình vào ngõ cụt rồi. Giang Nam nghe tiên đế giải thích về đế giang thì thở phào, hắn đúng là không phải ai chuyển thế, còn tiên đế nói số phận đã định trước Giang Nam sinh ra ở tiên giới, hắn cho rằng rất vớ vẩn. Giang Nam cười nói: Ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Có lẽ vậy đi. Tiên đế mỉm cười nói: Nếu đế giang đưa lên tiên đạo thì không phải đế giang, không phải chưa biết, không phải biến số, mà là tồn tại nổi bật trong tiên đạo, không còn các loại tương lai. Giang Nam gật gù, tâm tình nhẹ nhõm, sương mù bao phủ đạo tâm cũng tan biến. Giang Nam cười nói: Chưa biết mới hấp dẫn, trong mờ mịt lần mò đi tới cuối cùng được thành quả mới có cảm giác thành tựu. Nếu các người biết hết tương lai sẽ thấy nhàm chán đúng không? Tiên đế vui vẻ nói: Ta cũng có ý đó. Đế giang đạo hữu, huyết tổ đi qua ải của ta, bây giờ đến lượt ngươi. Giang Nam phấn chấn tinh thần, khí thế bộc phát, khí túc sát kỳ lạ của chú đạo tràn ngập toàn thân hắn. Giang Nam trầm giọng nói: Bệ hạ, mời. Tiên đế chớp mắt bật cười: Ngươi định dùng chú đạo đấu với ta sao? Về hiểu biết chú đạo thì ngươi không thể thắng ta. Nếu ngươi bị đào thải sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Giang Nam bình tĩnh nói: Nếu không vượt qua ngươi về chú đạo thì nói gì đến thành tựu vượt qua ngươi đấy. Tiên đế vỗ tay khen: Chỉ tính điều này, đế giang đạo hữu đã hơn huyết tổ rất nhiều. Huyết tổ vượt qua chỗ ta chỉ dùng đệ đạo của riêng mình, còn ngươi định dùng chú đạo so cao thấp với ta. Tùy ngươi thua, thế nhưng vinh dự. Đế giang đạo hữu, mời. Giang Nam quát to, dưới chân đột nhiên hiện ra chú đạo thiên đàn to lớn, vô số sinh linh hiển hiện trong thiên đàn, sống động như tái hiện cường giả thời đại chú đạo đã tan biến trong dòng sông thời gian. Giang Nam đứng trên chú đạo thiên đàn, chú đạo bắn lên cao biến thành vạn chú thiên trung lơ lửng trên đầu. Giang Nam không dùng vạn chú thiên trung thật mà là lĩnh ngộ chú đạo diễn biến ra vạn chú thiên trung, chú đạo thiên đàn, dùng hiểu biết chú đạo chống lại tiên đế. Đối diện với tiên đế chỉ là một ảnh chiếu nhưng rất cường đại, cường giả thông thiên địa tạo hóa có thể ảnh chiếu ra một thời đại như tiên đế. Nếu như vừa bắt đầu không dốc hết thủ đoạn mạnh nhất ra sẽ nuốt hận mà gục ngã. Bởi vậy ngay từ đầu Giang Nam đã vận chuyển thần thông chú đạo mạnh nhất, chú đạo thiên đàn gia cố
vạn chú thiên trung treo cao, thiên đàn thiên trung hợp bích lại. Đinh một tiếng, tiếng chuông gióng lên, lực lượng chú sát mạnh mẽ xông hướng ảnh chiếu của tiên đế. Giang Nam vượt thời gian đi qua nguyên thể đại chú đạo, hiểu biết về chú đạo hơn trước kia rất nhiều. Giang Nam chính mắt thấy quá trình rèn tạo ra chú đạo thiên đàn, vạn chú thiên trung hình thành, quá trình khai sáng thời đại chú đạo. Giang Nam hiểu biết vạn chú thiên trung, chú đạo thiên đàn sâu sắc chưa từng có. Tiên đế mỉm cười, chú đạo thiên đàn tuôn chảy quanh thân. Chú đạo của tiên đế không hoàn toàn là chú đạo tiền sử. Gã dung nhập chú đạo vào tiên đạo, biến thành chú đạo thời đại tiên đạo. Chú đạo lực lượng thay đổi thành cây cung trong tay tiên đế, kéo căng dây bắn tên. Cung và tên bay ra từ tay tiên đế như tiên thiên pháp bảo, một mũi phá các tầng lực lượng chú đạo, bắn trúng vạn chú thiên trung. Nhưng Giang Nam biết thời đại chú đạo chỉ có hai tiên thiên pháp bảo, một là vạn chú thiên trung mà vạn chú đạo quân có được trong tịch diệt thiên hỏa, một cái nữa là tiên thiên quyền trượng từ cơ thể vạn vật đạo tổ, không có loại cung tên. Mũi tên bay ra, vạn chú thiên trung biến ra từ đại đạo của Giang Nam bị bắn nát. Tiên đế kéo dây cung, đột nhiên cung to thay đổi biến thành đàn cổ. Tiên đế bay lên đài cao, dây đàn rung rinh. Giang Nam cảm giác lực lượng chú sát vô hình ập đến, chú đạo thiên đàn dưới chân Giang Nam tan vỡ, ảo ảnh các sinh linh chú đạo tan nát. Chú đạo thiên đàn nứt nẻ ghê người, rồi vụn vỡ. Giang Nam bị hất bay. Đàn cổ của tiên đế cũng là tiên thiên pháp bảo thời đại chú đạo. Giang Nam sợ hết hồn. Đế Giang đạo hữu, ngươi hiểu biết về chú đạo vẫn chỉ có một chiều. Tiên đế bay trong gió, mười ngón đánh đàn, dây đàn phát ra đạo âm êm tai tuyệt vời, như tiên khúc từ chín tầng trời chút xuống. Lực lượng chú sát vô hình bị đánh tan. Tiên đế bình tĩnh nói, vạn chú thiên trung chỉ là một biểu hiện của chú đạo. Tại sao chú đạo không thể biến thành cung tên cầm được đây? Tại sao gò bó vào thiên trung được đây? Đại đạo là vô hình, thế nhưng đại đạo trong lòng ngươi hữu hình. Đầu óc Giang Nam ủ vang. Tiên đế hiểu biết chú đạo vượt qua đạo quân đến trình độ cao thâm khó dò. Giang Nam cười to nói, lĩnh giáo rồi. Giang Nam cảm thấy rộng mở trí óc, hắn cười nói, đúng là ta gò bó vào đạo hữu hình, hèn gì không thể đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Giang Nam lắc người, chú đạo tuôn chảy quanh thân. Giang Nam không thi triển vạn chú thiên trung nữa, mà pháp thân đạo quả hợp nhất, dung hợp pháp đạo quả thân chú đạo thành một, biến thành trạng thái nguyên thủy chú đạo. Giang Nam giống to, càng gầm càng lành lót. Đột nhiên biến ra tiếng cầm, trong tiếng cầm xen lẫn tiếng trống, trong tiếng trống có kim qua thiết mã lao nhanh, như chiến trường mênh mông ức vạn sinh linh chém giết nhau không ngừng va chạm. Tiếng cầm của tiên đế bị phá, Giang Nam cất bước áp sát, người nhô ra, đại đạo biến thành cây thương to, đầu thương đâm thẳng. So với tiên đế thản nhiên nhẹ nhàng thì chú đạo của Giang Nam là sắc bén, là bá đạo. Tiên đế lên tiếng khen, thật không uổng chính là đế giang. Đàn cổ biến mất, thay thế là bảo kiếm sáng choang nghênh đón Giang Nam. Tiên đế thản nhiên nói, nhưng người chưa hiểu biết chú đạo sâu sắc, hãy xem nhát kiếm của ta, chú kiếm chạm thiên cương. Tiên đế chém một nhát kiếm, cây thương to trong tay Giang Nam bỗng nhiên nhẹ hẫng, bị chặt đầu thương. Trường kiếm lóe tia sáng chém vào người Giang Nam. Phập, một vòi máu phun ra, Giang Nam bị kiếm chém trúng. Chú đạo giỏi về bị thương nguyên thần, nhát kiếm trúng sắc thịt. Giang Nam cảm giác bốn vị hợp nhất, dung hợp nguyên thần và cơ thể, nhưng vẫn không ngăn được nguyên thần bị thương. Nhát kiếm của tiên đế tên là chú kiếm chạm thiên cương, căn bản không giống với công kích kỳ lạ âm tà của chú đạo, mà như chứa cương mãnh không gì địch nổi, khác hẳn với chú đạo truyền thống. Nhưng vận dụng chú đạo như thế lộ ra tiên đế siêu nhiên thoát tục. Cảnh giới của tiên đế đã vượt qua lý niệm đại đạo đơn thuần nhất, tiến vào đẳng cấp cao sâu hơn. Giang Nam chưa từng thấy cảnh giới này từ người vạn chú đạo quân. Mặc dù vạn chú đạo quân là đạo quân thời đại chú đạo, nhưng gã gò bó về hình, cần dựa vào chú đạo thiên đàn, vạn chú thiên trung phát huy hết thực lực. Chú đạo của vạn chú đạo quân chứa mặt quỷ bí, âm u. Giang Nam cũng không thấy điều này từ người vạn vật đạo tổ.
Tuy gã tinh thông đại đạo của chín thời đại, thế nhưng đại đạo của gã vẫn có hình. Vạn vật đạo tổ luyện đại đạo chú đạo của mình thành tiên thiên quyền trượng, không thoát khỏi chú đạo quỷ quái âm mưu. Tiên đế hiểu biết chú đạo không gò bó bất cứ tiên thiên pháp bảo nào. Lòng máy động là chú đạo sẽ biến thành hình dạng tiên thiên pháp bảo khác nhau, có cường mãnh bá đạo, có sắc bén không gì sánh được, có quỷ quái âm mưu, có cứng rắn không gì phá nổi. Trong tay tiên đế, chú đạo thiên biến vạn hóa không giống với chú đạo. Giang Nam biết chú đạo của tiên đế mới là chú đạo thật sự, là hình dạng nguyên thủy ban sơ nhất. Tiên đế đã nắm bắt bản chất của đạo. Giang Nam thụt lùi, thương gãy làm gậy quét mạnh. Chú kiếm trong tay tiên đế rung lên bần bật, cây gậy của Giang Nam bị chém thành mấy chục khúc. Trường kiếm chật lóe chém cổ Giang Nam. Chú kiếm chạm thiên cương chưa hết, bàn tay khác của tiên đế nhúc nhích năm ngón tay như đánh đàn, tiếng cầm du dương chém hướng Giang Nam. Thủ đoạn của tiên đế thật khó đề phòng, nhất là chú đạo giỏi về chém nguyên thần. Nếu Giang Nam trúng một chiêu nữa thì nguyên thần chồng chất vết thương càng thêm bị động. So sánh thì Giang Nam lĩnh ngộ chú đạo kém hơn tiên đế rất nhiều. Giang Nam được tiên đế chỉ điểm lĩnh ngộ ra đạo lý đại đạo vô hình, không gò bó hữu hình. Chú đạo hơi thiên biến vạn hóa, thế nhưng vẫn thua xa tiên đế. Dù Giang Nam biến đổi chú đạo thành hình dạng tiên thiên, thế nhưng luôn thiếu chút thần vận. Đây là do tích lũy kiến thức tầm mắt của hắn chưa đủ. Tiên đế vốn có cảnh giới siêu cao, vượt qua bất cứ thành tựu nào trong chú đạo. Đứng ở góc độ cao chót vót, cúi xuống nhìn chú đạo. Cảnh giới của Giang Nam là đại viên mãn nguyên thủy thần quân, còn đang học tập lĩnh ngộ chú đạo. Giữa hai bên tất nhiên có chênh lệch. Giang Nam đột nhiên ngừng thụt lùi, hai tay ôm trước ngực lắc mình. Chú đạo bay ra hình thành pháo to trước ngực hắn. Âm 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 âm. Một cột sáng bắn ra, tiên đế thầm khen lắc người né. Tóc đen xóa tung, pháo trước ngực Giang Nam biến thành cái trống to. Giang Nam đã trống bay lên áp sát tiên đế. Thùng thùng thùng. Giang Nam dùng nắm đấm làm dùi, biến thân thành người khổng lồ nổi trống tiến lên. Tiếng trống kinh thiên động địa, không ngừng oanh kích tiên đế. Giang Nam lĩnh ngộ chú đạo càng ngày càng sâu sắc, biết rõ cứ phòng thủ sẽ không thắng nổi, chuyển thủ thành công. Ngay sau đó, trống to tan vỡ, tiên đế đấm vào trống, tiếng trống rung trời, giết ngược lại Giang Nam. Giang Nam khẽ rên, lảo đảo thụt lùi. Đối diện với tiên đế thì Giang Nam không chiếm ưu thế nổi. Vết thương trên người Giang Nam càng ngày càng nhiều, nhưng hắn bốn vị hợp nhất có năng lực phục hồi rất mạnh. Tiên đế tạo thành vết thương dù là bị thương nguyên thần, miễn không chí mạng thì Giang Nam sẽ nhanh chóng phục hồi lại trạng thái cao nhất. Giang Nam như cỗ máy chiến đấu, mãi mãi không biết mệt mỏi, tinh lực, thể lực, pháp lực dồi dào, không ngừng va chạm với tiên đế, lần lượt động độ rồi đổ máu rồi bị thương. Nhưng tu vi thực lực của Giang Nam liên tục tiến bộ, hiểu biết về hỗn độn thiên quốc càng lúc càng sâu sắc. Bất giác hai người chiến đấu 5 tháng ròng. Trên đài cao vẫn không ngừng đánh nhau, Giang Nam luôn phòng ngự, không cách nào phản công được. Thời gian trôi qua, 1 năm cũng đã qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai bóng người đánh nhau trên đài cao, quanh thân Giang Nam tụ máu, anh dũng chiến đấu không ngừng nghỉ, đỡ công kích như mưa, thấm từng ngõ ngách của tiên đế. Bất giác 10 năm đã qua, Giang Nam vẫn không chuyển từ thế thủ sang thế công được. Giang Nam mới vừa chiếm thế công liền bị tiên đế đánh tan, người bị thương nặng đành chuyển sang phòng ngự. Hai người thủ đoạn chồng chất làm người xem hoa mắt. Nếu vạn chú đạo quân có mặt tại đây sẽ kinh thán Giang Nam, tiên đế hiểu biết chú đạo sâu sắc vô cùng. 100 năm trôi qua, vết thương trên người cũng ít dần. Cuối cùng Giang Nam đứng vững gót chân trên đài cao, từ phòng thủ chuyển sang công kích. Lại qua 300 năm, Giang Nam và tiên đế có tấn công có phòng thủ. Thế công của Giang Nam chiếm 2%, mặc dù chỉ có 2 phần, thế nhưng đã là thành công lớn, tiến bộ vượt bậc. Lại qua 500 năm, rút cuộc Giang Nam miễn cưỡng chiếm 5 phần thế công. Tiên đế đột nhiên rút tay về, không tấn công nữa, thở dài. Đế Giang đạo hữu, ta đã không còn gì dạy cho ngươi, đạo hữu đã quá ái. Giang Nam không người hành lễ. Đa tạ bệ hạ mấy năm nay đã chỉ điểm. Tiên đế cười nói. Năng lực lĩnh ngộ của Đế Giang thật kinh người, dùng 800 năm đã thăm ngộ ra áo nghĩa chú đạo.
Nhưng cửa tiếp theo là ảnh chiếu Thanh Liên đạo huynh. Thanh Liên đạo huynh suy tính thâm sâu hơn ta, lý niệm xung đột khá lớn với ta, chưa chắc đạo hữu vượt qua được ải của hắn đâu. Giang Nam giật mình kêu lên: Sao? Hơn 800 năm sao? Giang Nam và tiên đế đánh nhau, trong đầu không có khái niệm thời gian. Hắn chỉ nghĩ đến lĩnh ngộ, cảm ngộ chú đạo. Mỗi giây mỗi phút có cảm ngộ vô tận ùa vào não Giang Nam, làm cho hắn quên thời gian trôi qua. 800 năm này là thời đại quá khứ. Người đối chiến với ta 800 năm trong dòng sông thời gian, còn tiên giới thì một giây cũng chưa trôi qua. Tiên đế tránh ra cười nói: Người đừng lo, Thương Hải Tăng Điền không cần sợ cố nhân đi xa. Đế Giang đạo hữu lên đường đi thôi. Nếu đạo hữu không vượt qua được ái của Thanh Liên đạo huynh thì hãy quay về. Giang Nam lại khom lưng cảm ơn: Tử Xuyên suốt đời khó quên ân chỉ điểm của bệ hạ. Giang Nam sải bước đi, bước lên con đường thời đại ma đạo, dọc theo thời gian đi ngược lại. Tiên đế có nói tâm kế của tiên tôn sâu, xung đột lý niệm với tiên đế. Sợ là Thanh Liên tiên tôn sẽ không chỉ điểm tận tình như tiên đế, ngược lại sẽ ra tay giết chóc. Nhưng qua kỳ ngộ này, ta sẽ không tùy tiện mà đến gần. Cần quan sát dọc đường đi nhiều hơn, nghiên cứu ảo diệu của ma đạo. Tiên tôn có muốn chém ta cũng khó khăn. Giang Nam chậm rãi đi tới, thường ngừng lại xem xét thời đại ma đạo bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp. Giang Nam không chỉ nghiên cứu ảo diệu đại đạo thời đại ma đạo, hắn còn thăm ngộ ảo diệu đại đạo của tịch diệt đạo nhân. Trong tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại ma đạo, tịch diệt đạo nhân lộ ra vẻ mặt kinh hoàng: Rốt cuộc ngươi là ai, ở đâu rình ngó ta vậy? Tịch diệt đạo nhân chộp hướng Giang Nam đứng trong đường hầm nhưng luôn bắt hụt. Tịch diệt đạo nhân lạnh lùng cười: Người nhìn ngó ta 16 năm hỗn độn, nhìn lâu như vậy chắc đã có nắm chắc đối phó với ta. Đi ra đấu với ta đi, núp núp ló ló có cái gì giỏi. Giang Nam ngừng trên đường thời gian, rất là ung dung ngồi xuống nhìn tịch diệt đạo nhân, hoa tay chộp mình, dốc hết thủ đoạn. Đây là kỳ ngộ hiếm có, tịch diệt đạo nhân nổi điên có uy lực hủy diệt tất cả, thế nhưng không thể kéo Giang Nam ra khỏi dòng sông thời gian. Ngược lại Giang Nam có thể quan sát thủ đoạn của tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt kiếp, lĩnh ngộ đại đạo, tịch diệt càng thêm sâu sắc. Thật lâu sau, tịch diệt đạo nhân ngừng lại, không ra tay nữa. Hèn gì, tịch diệt đạo nhân muốn giết ta, thì ra hắn bị ta nhìn ngó 17 kỳ nguyên. Giang Nam chớp mắt đi tiếp, ngược dòng sông thời gian, thời đại ma đạo, từ suy sụp đến hoàng hôn, đỉnh cao khởi nguồn. Giang Nam chậm rãi từng bước nghiên cứu ảo diệu thời đại ma đạo, thu hoạch càng lúc càng nhiều. Giang Nam nhìn thấy Thánh Ma Thiên Tôn nổi lên, nhìn vạn vật đạo tổ oai phong một cõi, nhìn Ma Thiên đạo chủ vùi thây bên trong tịch diệt kiếp.